nay chúng tôi sẽ tiêu diệt tất cả những kẻ nào mà hả cả đường cười chúng tôi. Tiêu diệt. Tiêu diệt quá. Cảm ơn con đã cho ngủ một chỗ ngủ rất là tuyệt vời. Nhưng chiến đấu để tranh giành sự sống, mẹ cũng phải chơi tới cùng. Con sẽ thắng thôi. Cái đức của con có lẽ sẽ thắng mẹ vì em con tốt. Một, hai, ba, vô. Con vẫn là bản lĩnh. Được rồi, công ty Đông Tây Đồ Bộ Xanh giới thiệu hãng hai nhầm đêm xin trân trọng thông báo bộ phim Những cuộc phiêu lưu của Màu Mỡ. Xin chào, good morning. Good morning, teacher. Good morning, everyone. How are you today? I'm fine. Wow, chào thank mọi you. Người, một buổi sáng tốt lành và tràn đầy hy vọng nha. Chào tất cả mọi người, chúng tôi vẫn còn tồn tại. Ngày hôm qua là chúng tôi là mặc dù là không được ngủ ngon, nhưng mà chúng tôi đã có những giây phút thư giãn cùng nhau. Dạ. Lâu lắm rồi với sự hỗ trợ nhiệt tình của Hiếu thứ hai. Thầy ấp tiếng cười cho nên năng lượng rất là tràn trề. Và sáng nay chúng tôi sẽ tiêu diệt tất cả những kẻ nào mà hả cả đường cười chúng tôi. Tiêu diệt. Ghê quá. Đội trưởng mà tôi đã ngủ trọ ăn nhờ ở đậu đêm qua xong rồi, những gì của đêm qua là bỏ hết. Sáng nay tỉnh lại là mình là bị chơi rồi. Mình bị chơi tự hào lắm. Hồi nãy đi qua phòng mình đi vệ sinh không, cái phòng đó là đi cái vệ sinh kia và tiết gồm thì có giường bự nè. Tiếng máy là mọi chuyện vẫn chưa xong. Giang là sao chị, cái giường bự thấy thấy đã không? Dạ đã. Hồi tối chị làm có bình hả? Ủa chị ở xin đã hả? Chị làm có mình rồi tụi nó đâu được nằm. Nếu mà chị đi như vậy thì lát em xin mạn phép xô chị xuống sông. Ê Tài à, em thấy là em đã nhường nhịn chị cả ngày hôm qua rồi, nên sáng hôm nay em mạn phép là em chơi hết mình với chị. Lỡ mà em có xô chị hay chị có té thì là lỗi của chị. Đúng. Nha. Chị không có nói là chị đó phước phần của chị. Đúng. Mà sao đi quay game show thực tế mà đeo hai cái niềng xe đạp luôn coi vậy? Trời đẹp, ý nó nói đẹp. Không có niềng đẹp. Cái đẹp lắm. Mà không hợp thôi. Rồi nói chung là tôi thấy là sáng nay các bạn cũng đang tràn đầy năng lượng và đặc biệt là tràn đầy cái sự hơn thua giữa hai đội đúng không? Em ơi từ bi đi, ngày hôm qua tụi em thắng mà tụi chị thua trong đêm khuya chứ. Không có tụi chị, có tụi em thôi. Dạ không. Chứ chị ngủ ngon mà. Chị quên rồi sao? Ngủ xong quên à. Thì thật ra cái tinh thần hơn thua của mình ngày hôm nay cũng rất là cần thiết. Thứ nhất là nhìn về thực tế kết quả của nguyên một cái ngày dài hôm qua thì hai đội đang có kết quả huề nhau. Trời. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thu thập thêm hai biểu tượng nữa. Đặc biệt cái biểu tượng ở đây là một cái biểu tượng rất khó nhằn. Bởi vì nơi chúng ta đang đứng ở Hồ Lắc ở Tây Nguyên, và ở Tây Nguyên thì nó có một cái sử thi rất là nổi tiếng. Các bạn có nhớ là sử thi gì không ạ? Sử thi Đam Sang. Đam Sang. Đam Sang là một vị tù trưởng rất là nổi tiếng của vùng đất này. Chị là trong sách vẽ là một thời gian cộng đồng mạng đó là em giống tù trưởng đó. Dạ đúng rồi. Người ta tên là Đam Sang, cái mặt anh không sang lắm. Em là Đam Bang. Đam Bang. Tù trưởng Đam Sang thì là một cái vị tù trưởng anh hùng rất là nổi tiếng của vùng đất này, bởi vì ông chinh phục được thiên nhiên nè, thú dữ nè, voi rừng nè, và đặc biệt là có những cái cuộc chiến với các cái bộ tộc khác. Tuy nhiên khao khát cái ý chí của cái vị tù trưởng này không dừng lại ở cái việc là chỉ con người ca tụng, mà ông có một tham vọng lớn hơn, đó là ông quyết tâm đi tìm nữ thần mặt trời để cưới về làm vợ. Mặt trời luôn hả chị? Nữ thần mặt trời. Quá. Bởi vì đây là một cái cuộc chiến giữa người với thần, và sâu xa trong cái câu chuyện đó là cái cuộc chiến giữa con người chinh phục thiên nhiên. Nên cái cuộc chiến đó thì không thật sự có hậu đối với Đam Sang. Bởi vì mặc dù là nữ thần mặt trời đã cảnh cáo là không thể tìm được đến đâu và sẽ có những cái hậu quả, nhưng mà Đam Sang vẫn quyết tâm đi tìm, và cuối cùng thì Đam Sang đã bị chìm trong một cái vũng lầy. Trời ơi. Tuy nhiên cái hành trình của Đam Sang vẫn là một cái hành trình rất là anh hùng, nó đại diện cho cái ý chí của con người chinh phục thiên nhiên không có bao giờ khuất phục. Ngày hôm nay tại địa điểm ven Hồ Lắc thì chúng ta sẽ chơi một cái trò chơi có tên là đi tìm nữ thần mặt trời. Wow. Và các bạn sẽ là hai nhóm đại diện cho
con người đi chinh phục thiên nhiên và để đón nữ thần mặt trời về. Nữ thần mặt trời của các bạn ở đằng sau cái đảo đằng kia. Hai đội sẽ có nhiệm vụ là tự làm thuyền hoặc bè từ những vật dụng thô sơ, chèo ra hồ Lắc, tiến về phía đảo nổi ở giữa hồ, nơi nữ thần mặt trời đang chờ và đón nữ thần về. Đội nào tập hợp đầy đủ trước ở đảo nổi thì giành chiến thắng, cũng như có được hai biểu tượng mặt trời. Và để hỗ trợ các bạn, cũng như gợi nhắc về luật tù trưởng tuyển chọn thành viên tinh nhuệ cho các đội chinh phục, chúng tôi có 6 nhân sự để hỗ trợ. Lần lượt mỗi đội sẽ chọn 3 thành viên về đội của mình để cùng nhau làm thuyền. Ra chơi với con vàng cho chị. Trời ơi, trời ơi, dữ vậy. Bắt người đi. Lần bắt người ơi. Anh ra đây chơi với em. Đây. Anh ra cái gì? Anh ra cái bao. 1, 2, 3. Ủa, đồ lừa gạt. Quay tâm. Đồ. Ủa, mặt buồn đồ. Quá. Về với tụi anh sao buồn quá vậy? Buồn quá. Chào em. Cảm ơn con đã cho ngủ một chỗ ngủ rất là tuyệt vời. Nhưng chiến đấu để tranh giành sự sống, mẹ cũng phải chơi tới cùng. Con sẽ thắng thôi. Cái đức của con có lẽ sẽ thắng mẹ vì em coi con tốt. Dạ. 1, 2, 3. Dạ. Yeah. Con vẫn là bản lĩnh. Được anh. Anh biết đi anh. Rồi. Mình về không vậy? Ủa, nếu mình chưa chọn hả? Đâu hai anh chưa chọn. Đâu, 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 đâu. Rồi. 1, 2, 3. Rồi. Trời ơi. Giữ đầu thắng rồi. Đích. Dạ. Mời tài cho đội Minh Liên. Mời tài. Còn hai đứa đó bắt buộc phải chọn đó. 1, 2, 3. Một, hai, ba. Anh thua rồi. Anh thua rồi. Anh đi anh chỗ chỗ người ta hoài vậy. Chọn cái gì? Chọn. Tao đây là biết Vũ rồi, đô bên đây đúng không? Vũ, Vũ, Vũ tên gì? Vũ tên Vũ. Cũng trả lời nữa. Hỏi Vũ tên gì cũng không trả lời tên Vũ nữa. Ờ, do về đội bên đây. À, rồi, đô về bên kia đô. Đô. Thì lương quá dùm. Đây là đô. Rồi bây giờ không có nhiều. Trong thời gian ngắn nhất, cả hai đội buộc sẽ phải hoàn thành thuyền hay bè gì đó để đi qua tới bên kia cứu thần mặt trời. Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Yeah. 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 Rồi đỡ đó lên, đỡ lên cho người ta dòng đi. Ủa kỹ kỹ nha, cho mà lát nó tù quá. Rồi lấy băng keo lên. Keo bên đâu? Cho nó song song hay sao? Song 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 heo. Cố lên tài ơi. Một em. Rồi qua đây tài ơi. Chắc chắc vô nha. Chắc vô nha tài ơi. Em đợi á, em đợi á. Cứ để đi. Đợi tao uống được. Survival. Đúng rồi, phụ đó đi, phụ đó đi. Em dựng ra vậy nè. Trời ơi! Đóng thùng xốp. Phút. Rồi, dán con keo hết cái này phải không? Hai cái lại phải không? Nói lại. Hai cái nha. Dạ. Chưa định được cái này mà. Tuấn, bơi đi. Rồi, rồi cho anh đi nha. Tụi em đi trước nha. Em không còn thời gian nữa rồi. Lâm ơi, tạm biệt. Tụi bơi gì đi em. Đúng rồi. Chị cho tụi em bơi đi. Dữ dài dữ vậy. Nữ thần mặt trời. Nè, nữ, nữ. Em là nữ thần mặt trời. Bơi nè, bơi về. Cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi đi. Cứu nè. Rồi, rồi. Mời nữ thần. Nữ thần. Đó. Đúng à, rồi. À, chết chị em ơi, chết chị em ơi. Nó phải có sườn ở đây chứ. Đúng rồi. Nó bao được rồi. Vô đây nè, ráp, ráp vô đây nè. Ráp vô ba thằng nhảy lên là được rồi. Cái này nè, rồi mình chập hai miếng lại. Ừ. Là nó ok rồi. Nó có xương rồi. Mình dễ đi hơn. Vô hiểu rồi. Chứ không thôi là nó bị lủng. Giờ sao làm gì anh? Dán hai này vô. Không không không, dán hai này vô. À dán hai nó vô. Trụ giữa mình chưa có nè, cái trụ giữa. Chị nghĩ 3-4 cây, bốn cỡ 4 cây này nè. Để đó. Giữ cái này nè, phải băng keo phải chắc mình thiệt. Mình chưa trụ giữa. Câu lại, nè đây nè, ok. Mình đi hai lớp luôn em, nè, lấy. Cái dao ai lấy rồi, cho tôi mượn lại cái dao đi. Em làm toilet riêng cho chị đây được không? Được, okay. Nhưng mà sao máy lấy hình chị? Có chị khỏi đi, chị khỏi chị nhìn được. Chị Quanh với Như dừng tay làm nhiệm vụ nữa. Em làm nhiệm vụ nữa. Ủa? Đúng rồi, chị Quanh với Như ra đây ạ. À. Thank you.
đẩy có sao đâu, ngược có sao đâu. Làm gì vừa thôi, đừng làm kiên cố. Chứ tôi đấy mà tôi làm, tôi làm năm cái cây sầm qua rồi ngồi trên mấy cây nó chèo luôn. Có nghe còn nữ thần về được không về thôi kệ. Rồi sao tự nhiên ta đang làm việc năng nổ thì bắt Linh Thiệt đi đâu vậy trời? Ờ sao mình ngộ thiệt luôn á. Rồi đi đâu đây? Chị Oanh biết bơi không? Biết bơi chó. À chiếc chiến này gọi là chiếc gì vậy chị? À thuyền độc mộc á, à là một từ một cây gỗ ra phải không chị? Wow. Hay quá. Tuyệt vời nha, thích thật sự là đưa qua một cái nơi đẹp như thế mà đi trên một cái thuyền gỗ như vậy thì thật là perfect, hết sức là tuyệt vời. Bây giờ để nè, một cây đây nè, ra chị chéo đây, hai cây đầu hai đây, hiểu, để qua đây, để ra đây đỡ hết mấy này luôn. Rồi quấn rồi ha. Ừ. Đầu chưa bịch mẹ. Bị đâu? Giờ thì bịch hay đâu? Ừ. Đầu mình cho anh đang hở. Quan trọng cái này nó cứng, cái này nó mềm, nó nhấp vô là nó sút mà. Lồn luồn nó vô chứ nãy đừng ấy vậy. Được rồi. Lên. Rồi cái nữa đi. The last round. Rồi ok, rồi. Rồi, kéo. Rồi, lắm. Yên tâm đi, với cái thuyền đó và với cái cách làm thuyền đó thì không bao giờ ra tới được cứu mình về đâu. Đúng chứ chị nghĩ coi. Ừ. Bao nhiêu cái thây đó mà con nào con nấy như con voi vậy đó. Đúng. Rồi ha, ngồi trên cái đó là chị làm sao mà tới được mình. Còn cái này hả, mấy anh, mấy chị này người ta bao nhiêu năm trong nghề người ta chống cái thuyền độc mộc. Mà chống rất là vất vả đó. Mới tới đây mà cái thuyền nó phải xịn như thế nào mới tới. Còn chị nghĩ đi. Với cái sự mà hề hước mà cạc tuôn mà tòng cạc tông như vậy thì làm sao mà tới được mình. Đi hết một bên. Nè tôi phải hỗ trợ nè. Ủa anh qua bộ phận khác rồi hả? Đâu để coi cái mặt coi. Trời ơi. Đây là nhà công chúa. Nhà công chúa hả? Ơi. Sao giống biêu đầu thị chúng vậy? Anh lấy cho thằng ngon, thằng đục hai cái tay nữa. Thọ ra. Cái tay chị mèo nhỏ lắm. Rồi đón nữ thần đi. Đâu nữ thần gì đây? Nữ thần. Ủa? Đây chính là nữ thần Hà Bá. Nữ thần hãy về với chúng tôi. Nào dân làng hãy chào mừng nữ thần đi. Chào mừng nữ thần. Kèo ra. Ê cái chỗ này của em. Chị ơi cái này của chị nè. Hỏi dành em ơi, có hai ghế thì hai đứa. Trời ơi, hai chị em mình quá sung sướng. Còn ở ngoài kia tội nghiệp người ta quá. Không có gì tội nghiệp, cái số. Mỗi người có cái nghiệp, cái số phải hưởng. Nhưng mà nắng chị. Thì xin dù. Cho đòi dù. Trời. Nè không. Trời ơi. Trời ơi, thấy chưa. Trời. Trời ơi. Vì là nữ thần mặt trời nên xin mời mọi người sử dụng những cái áo choàng này để hóa thân. À, biết mà sẽ trời có cái ơi, gì. Dạ em xin nhận à. Em phát áo vàng cho chị, phát áo vàng. Không sao đâu Huy, làm kỹ quá nó cũng không vui. Vừa vừa thôi. Điều quan trọng đừng ngồi giữa, cho nữ thần ngồi giữa mà thôi. Mẹ ơi, tiết kiệm thời gian mẹ ơi, đi mình đi chèo lâu mẹ ơi. Có chứ, mình vô lần hai được chứ. Xong rồi. Hãy nói với lại nữ hoàng, nữ thần là chúng ta sắp tới với em rồi đó. Đúng rồi. Công ty Đông Tây Promotion giới thiệu hãng hai nhầm đêm xin trân trọng thông báo bộ phim Những cuộc phiêu lưu của Mao Mỡ.